HDBank liệu có kế hoạch tăng cái foreign room, cái room cho nhà đầu tư nước ngoài và lộ trình như thế nào không ạ? Một câu hỏi đến từ chị Hiếu ạ. Hiện tại thì room nước ngoài của room dành cho nhà đầu tư nước ngoài của HDBank là 30% và ngân hàng thì đang gọi là tạm khóa ở cái mức 20% và dành 10% còn lại đấy cho các nhà đầu tư chiến lược. Đó thì tôi hiểu câu hỏi của nhà đầu tư là liệu có khả năng chúng ta được nâng cái room tín dụng 30 room ngoại 30% đấy lên mức cao hơn hay không. Thì chúng tôi cho rằng là khi mà tham gia vào không phải HDBank một mình HDBank mà các ngân hàng tham gia vào chương trình tái cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng thì đây là một trong những cái ưu đãi mà chúng tôi có thể nhận được và chúng tôi cũng rất là hy vọng là cùng với việc là giao dịch được thông qua trong năm tới thì những cái chương trình ưu đãi như vậy của HDBank nó sẽ được hiện thực hóa.